Bây giờ hãy cùng tiếp tục học bài 31 tương ứng với phần 3 bài 21 quyển 2. Trước tiên là từ sau, sau khi, sau này. 以后 以后 后 以后 以后 Sau bữa cơm trưa, nguyên văn là cơm trưa sau. 午饭以后 午饭以后 Sau khi ăn cơm. 吃饭以后 吃饭以后 Sau khi tan học. 下课以后 下课以后 Hãy nhắc lại tốt nghiệp đại học. 大学毕业 Sau khi tốt nghiệp đại học. 大学毕业以后 大学毕业以后 Hãy nhắc lại từ thường. 长 Thường thường, thường hay. 常常 Tôi thường hay đi. 我常常去 Chỗ bạn bè nguyên văn là bằng hữu chỗ kia. 朋友那儿 朋友那儿 Tương tự hãy thử nói chỗ chúng tôi đây. 我们这儿 我们这儿 Chỗ các bạn, chỉ ở xa, nguyên văn là các bạn chỗ đó. 你们那儿 你们那儿 Mình thường hay đi chỗ bạn bè. 我常常去朋友那儿 我常常去朋友那儿 Mình thường hay đến chỗ bạn bè nói chuyện. 我常常去朋友那儿聊天 我常常去朋友那儿聊天 Sau bữa cơm trưa. 午饭以后 午饭以后 Mình thường hay đến chỗ bạn bè nói chuyện. 我常常去朋友那儿聊天 我常常去朋友那儿聊天 Buổi chiều không có tiết. 下午没有课 Lúc buổi chiều không có tiết, buổi chiều lúc không có tiết. 下午没有课的时候 下午没有课的时候 Mình đi đến thư viện đọc sách. 我去图书馆看书 Hoặc là cùng bạn bè Trung Quốc, nguyên văn là hoặc là theo bạn bè Trung Quốc. 或者跟中国朋友 或者跟中国朋友 Cùng luyện tập khẩu ngữ 一起练习口语 一起练习口语
hoặc là theo bạn bè Trung Quốc cùng luyện tập khẩu ngữ. Hoặc là cùng Trung Quốc bạn bè cùng luyện tập khẩu ngữ. Hoặc là cùng Trung Quốc bạn bè cùng luyện tập khẩu ngữ. Có lúc ở ký túc xá lên mạng xem phim. Có lúc ở ký túc xá lên mạng xem phim. Có lúc ở ký túc xá lên mạng xem phim. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Lấy tiền, rút tiền. Chuyển tiền. Còn lấy cái khác nữa. Hái ở bía tờ. Phòng làm việc, văn phòng. Bản cung sử. Vị này là giáo sư Trương. Trở về sư Trang Giao Sâu. Trở về sư Trang Giao Sâu. Cái đỏ nhẹ hơn. Khúng đờ bí chào chinh. Một cái ô. Y bà yu sản. Uống cốc bia. Hơ bây bí chiều. Giám đốc của một công ty. Yi cha công sư tờ chinh lý. Lên mạng tra tài liệu. Sàng vàng tra dư liệu. Siêu thị. Chào sư. Môn tổng hợp, môn khẩu ngữ, môn nghe và môn đọc hiểu. Tổng hợp học, khẩu ngữ học, thính lực học và đọc đọc học. Điện thể đi ra thư viện gửi bưu phẩm. Xuân biện chủ yếu chí chỉ bao của. Một đoàn ngoại thương đi Thượng Hải tham quan. Ý cờ ngoại mạo thoán chỉ Sảng Hải tham quan. Giúp mình tưới hoa một chút. Băng hùa treo ý xả hoa. Loại ngắn một chút. Toán ý đoàn đạo. Thử một chút dĩ nhiên là được. Sự sự đương nhiên có thể. Năm sau, năm tới. Minh nén. Năm nay bao nhiêu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Chi nén đua tả. Tuổi chó, tuổi cậu. Sú cậu. Tham dự dạ tiệc. Tham gia hoán khuẩy. Thì ở phòng của mình. Chiều giải của pháng chiên. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chủ ní sinh rư khoai lửa. Mỗi ngày 6 rưỡi sáng ngủ dậy. Mỗi thiên giáo sáng 6 điểm bàn chỉ chóng. 8 giờ kém 10 đi đến phòng học. Trả 10 phân 8 điểm chỉ giáo sư. Ăn cơm sáng. Chứ giáo phản.
lên lớp vào học. Sàng khở. Buổi sáng có 2 tiết học. Sàng ủ yếu lẳng chế khở. Tan học. Xả khở. Sau bữa cơm trưa thường đến chỗ bạn bè. Ủ phản yếu hậu chẳng chẳng chùy bằng yếu nàr.